ăn đi, ba thôi á. Thưa tía má, con mới về. Mới về hả con? Ủa, Hạnh à... Phải Hạnh không? Anh John hai. Ủa, như vậy là hai người quen nhau hả? Ừ, lần trước về Việt Nam tụi anh có gặp nhau cho nên mới biết. Thật không ngờ lại gặp Hạnh ở đây. Càng bất ngờ hơn nữa lại gặp Hạnh ngay trong căn nhà của tôi nữa chứ. Em cũng vậy, bất ngờ quá à. Đúng là một sự bất ngờ đầy niềm vui, đầy thú vị. Nói cái gì thì phải nói cho đúng chữ. Ông nói cái giỏi lất à. Sửa lưng tôi hoài à. Không sửa đi ra ngoài nói chuyện cho ta cừ. Tía này, mà công nhận nha, hai anh chị có duyên ghê vậy á. Ở Việt Nam cũng gặp, qua đây cũng gặp nữa chứ. Nè, John 3 nó có để đồ ăn cho mấy đứa đó, cho thằng John 2 nữa. Thôi, dọn lên đây ăn hết đi. Con Dung nó về rồi, còn cái này coi như là tàn cuộc rồi đó. Dạ, để lát con ăn sau tía. Bây giờ Hạnh sao rồi? Ừ, có khỏe không? Cuộc sống sao rồi? Rồi qua đây bằng chuyện nào? Cái thằng này, con hỏi từ từ, con hỏi nhanh vậy sao Hạnh trả lời được con? Con quên, tại vì gặp Hạnh cái con vui quá. Dạ, em vẫn khỏe anh. Không khéo một kế hoạch về Việt Nam tìm vợ của nó lại thất bại vì con nhỏ này. Ông ơi, ông sao vậy ông? Ờ, không có gì. Không sao, không sao, không có gì. Ăn cơm đi con. Mọi người ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm đi. Má ăn cơm đi má. Ừ. Ông ơi, sao ông kỳ vậy? Tôi thấy ông đang vui, tự nhiên có thằng John 2 về, ông buồn dữ vậy. Tôi sợ thằng John 2 nó sẽ không về Việt Nam. Ông sợ nó với con bé Hạnh phải không? Chứ còn gì nữa. Từ hồi nào giờ nó đâu có vui dữ vậy. Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy đó. Phải không? Ừ. Được rồi, tôi sẽ điều tra cho rõ chuyện này.